Cho nên các con học 12 nhân duyên, mấy con thấy nó do 12 nhân duyên nó hợp lại nó thành ra khổ, mà 12 nhân duyên nó rã ra thì nó hết khổ. Có duyên mới gặp nhau, hôm nay có duyên mấy con mới về gặp thầy, đó là duyên. Nhân duyên chứ nếu mà không có duyên thì chắc không gặp. Ngày xưa kiếp trước mấy con không gieo duyên thì hôm nay mấy con không gặp thầy đâu. Ngày xưa mấy con có gieo duyên với những người tu nào đó, nhưng mà không ngờ những người tu đó lại có thầy. Các con hiểu chưa? Cái duyên hôm nay cho đến kiếp này chúng ta cũng còn gặp rồi, bởi vì mấy con chưa giải thoát. Rồi mấy con chưa giải thoát, kiếp sau mấy con gặp nó không phải là ông thầy Tâm Lạc nữa, mà là ông thầy nào đó không biết, nhưng chính ông đó cũng là ông thầy Tâm Lạc. Rồi bắt đầu ông lại dạy tiếp tục để cho mấy con cái duyên mấy con gieo mà, để cho mấy con tới giải thoát mà thôi. Nghĩa là hôm nay thầy dạy như vậy mấy con giải thoát hết, thầy hết duyên với chúng sanh, mà mấy con còn chậm chạp nữa, còn kéo dài đời nữa chắc chắn còn gặp thầy, thầy phải còn ở thế gian. Vừa đi mà không, mấy con hiểu chỗ đó, đâu phải dễ đâu, cái nhân duyên mà đâu có dễ đâu. Nhưng mà đối với cái người tu hành thì cái thời gian nó không có. Còn mấy con thì có, bây giờ 80 tuổi, 100 tuổi nó có thời gian, mấy con bị cái thời gian nó chi phối mấy con. Bây giờ già cả. Bây giờ thí dụ như thầy, bây giờ cái thân hình của thầy như vậy, mà thầy giữ bây giờ 200 tuổi thầy cũng vậy, cũng già hơn. Thì giữ được, còn mấy con giữ không được, nó cứ nó nhằn nhèo, nó khổm đi xuống không à. Không có tươi là được. Còn thầy thì giữ được. Và thầy có thể làm cho nó trẻ lại được. Các con thấy trẻ lại bằng một cái chú thanh niên, bằng con vậy được. Nhỏ hơn cũng được nữa. Cái khả năng của cái lực của người ta, dục như ý túc mà, dục như ý mình muốn mà. Mình muốn cái thân mình trẻ là nó trẻ mà. Cũng hình dáng, cũng thầy nhưng mà nó trẻ. Nó không khác chỗ nào. Nhưng mà trẻ cả mấy con nói, không phải thầy, thầy già chứ đâu có vậy. Trời cũng đúng. Cho nên vì vậy đó mấy con ráng, mấy con nhớ cái câu thầy dạy, mấy con ráng, mấy con nghe không? Còn ai hỏi gì nữa không con? Bạch thầy, vì này có ba câu hỏi này. Chúng con Phật tử về tu viện muốn cúng dường cho thầy, chúng con nên gặp vị nào? Câu thứ hai, chúng con muốn ở lại tu viện tu học, chúng con nên gặp vị nào? Câu số 3, con vẫn mơ hồ giữa linh hồn và từ trường. Người Phật tử, người chết từ trường còn lưu sức, vậy có thể gọi đây là linh hồn không? Xin bạch thầy từ bi chỉ dạy. Bây giờ con nói câu lần một đi, thầy trả từng câu thầy cho. Dạ, câu số 1 là chúng con Phật tử về tu viện muốn cúng dường cho thầy, chúng con phải gặp ai? Mấy con về tu viện đó, mấy con muốn cúng dường thầy thì mấy con sẽ gửi cô Út cúng dường thầy cũng được, hoặc là mấy con gửi cô Trang cúng dường thầy cũng được. Vì hai người này họ sẽ đại diện, họ sẽ đưa đến cái sự cúng dường đó cho thầy. Đó là câu hỏi 1. Còn câu hỏi 2, muốn ở lại tu viện tu học con phải gặp vị nào? Muốn ở lại tu viện tu học đó, bây giờ con ra con muốn ở lại mà ở đằng trước phía của Út quản lý đó, thì mấy con xin của Út ở lại và cô sẽ báo lần lượt thầy đến, thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con tu tập. Còn nếu mà mấy con thấy có cái duyên với cô Trang thì mấy con sẽ xin cô Trang, thì cô Trang sẽ sắp xếp cho mấy con, và đồng thời thời gian mà thầy cho mấy con ở trong một tuần lễ hoặc là một tháng mấy con đồng cư trọn vẹn, thầy sẽ đến thầy hướng dẫn mấy con. Thì cô Út hoặc cô Trang đều là được cả hết, không có người nào mà thầy bỏ hết. Linh hồn và từ trường, bởi vì linh hồn không có, mấy con có từ trường chứ không có linh hồn, mà gọi từ trường linh hồn thì không được, bởi vì cái từ trường nó không có cái biết, mà cái linh hồn nó có cái biết. Các con phân biệt được cái từ trường là như thầy đưa cánh tay gì nó phóng ra cái từ trường, có phải không? Nó đâu có biết gì đâu, nó chỉ định giữ đó thôi, không? Thầy đưa tay như vậy, cái cánh tay thầy đưa ra, cái hình ảnh đưa ra như vậy thì nó phóng, nó giữ ở trên không gian chứ nó không có biết gì hết. Còn cái linh hồn nó biết không? Cho nên vì vậy mà linh hồn không có. Thầy có một cái tập sách thì viết linh hồn không có, biết không? Mà chỉ có từ trường thôi. Vì
nếu mà có linh hồn á thì linh hồn nó khôn lắm, nó không có đơn giản gì, nó chui vào nó làm con heo đâu, hoặc con gà đâu, có phải không? Cái linh hồn nó phải khôn chứ, không lẽ mà nó chui vô cái làm con vật người ta bắt nó làm thịt sao? Nó đi tìm những cái nhà giàu, nó chui cái đâu chui vô cái nhà nghèo chỉ cho nó khổ, không phải không? Nếu mà có linh hồn, người ta nói nghiệp đi tái sanh luân hồi chứ không phải là linh hồn tái sanh luân hồi. Nếu có linh hồn thì làm sao nghiệp đi tái sanh luân hồi? Có phải một người có linh hồn chứ hai ba linh hồn à, có phải không? Cho nên không có linh hồn mà có nghiệp tái sanh. Bây giờ mấy con còn sống nè, mấy con tức giận ai, mấy con cú trên đầu còn một cái hành động cú đó nó đi tái sanh, nó làm cái người hung dữ đó à, có phải không? Đặng mai mốt có người cú đầu nó lại, có phải không? Đặng nó trả quả chứ. Nhưng mà mấy con nói cái người đó trả quả chứ đâu có tôi ăn thua gì. Nhưng mà cái người mà các con từ cái nghiệp mà các con tức giận mà sinh ra con người đó, nó có liên hệ với mấy con. Khi mà cái người mà mấy con từ cái nghiệp mà sinh ra do con làm đó, thì khi mà cái người đó bị họ đánh đó, thì ở đây mấy con bị đau nhất à. Chứ không phải là chỉ có cái người đó đau nhất không, mà con ở đây con cũng bị bệnh đau đó. Cho nên vì vậy mà đừng có nghĩ rằng cái người đó với tôi đâu có ăn nhầm gì, người đó bị đánh chứ có tôi ăn thua gì. Nhưng mà không ngờ con ở đây là con bây giờ đánh họ ở lưng đó, thì con nghe sao cái lưng mình đau nhức quá đó, mà nó quất ở bụng mình sao mình đau bụng quá vậy đó. Thì mấy con nhớ là cái nghiệp, nó là cái nghiệp của mình mà, cho nên cái thọ nghiệp thì tức là cái quả của nó phải cộng nghiệp của nó chứ, chứ nó đâu có riêng rẽ. Nhưng một cái người của con đó, con có thể sanh ra bao nhiêu người. Nhân quả mà mấy con, cái cây nó bao giờ nó ra con cái trái, có phải không? Mấy con nghe nhân quả chứ gì. Cái xoài nó bao giờ nó ra con trái xoài đâu, nó ra một cả trăm cái, cả ngàn cái trái xoài, có phải không? Một hành động của con nói lời nhẹ nhàng, êm ái, an ủi một người thì nó sanh ra một người thiện, con hiểu không? Mà con nói lời mà thô lỗ cọc cằn thì nó sanh ra một người hung ác, cũng chính con. Nhưng mà người đó đau thì con đau, người đó vui thì con vui. Không ngờ sau nay nó hân hoan như thế này, không ngờ là cái nghiệp của con đang có cái niềm vui. Cho nên vì vậy nó có sự liên hệ nhân quả của con người. Cho nên ở đây thì thầy nói để cho mấy con biết rằng linh hồn không có, mà có từ trường, mà nghiệp đi tái sanh chứ không phải linh hồn đi tái sanh. Linh hồn đó, mà từ xưa đến giờ người ta truyền thừa với nhau để cho người ta hiểu là linh hồn. Cho nên mình đến cái bàn thờ mình giải ông bà, cầu cho linh hồn ông bà cha mẹ về đây hưởng của phù hộ con cháu bình an mạnh giỏi. Trời đất ơi, bây giờ mình đi ăn trộm, mình đi ở tù, ông bà thấy con cháu đi ở tù chịu nổi không? Cứu khổ mà chứ gì, mà có ông bà cứu khổ chắc chắn cái thế gian này trộm cắp không à? Ai làm xuyên đó không? Ai không đâu mà không trộm cắp. Cho nên vì vậy trộm một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm nữa, mấy con sướng quá mà. Chỉ có đêm đi ăn trộm mà bằng 3 năm làm của người ta mà. Thành ra súng nhau mà ăn trộm rồi cái xã hội này nó nghèo đói hết, không phải không? Bởi vì ai cũng muốn sướng chứ có ai muốn cực. Chỉ một đêm mà đi ăn trộm bằng 3 năm làm cực khổ thì người nào cũng muốn sướng, cho nên người nào cũng muốn mang gói đi ăn trộm. Cho nên mấy con thấy cái tâm của người ta mà, cái tâm dục mà. Cho nên vì vậy trong cái con đường mà hiểu biết để về đạo Phật mà tu tập đó, thì chúng ta đừng có hiểu qua một cái góc độ mà phù hộ một cứu khổ cứu nạn, mà theo cái kiểu mà chúng ta dựng lên Đức Phật Quan Âm. Đức Phật Quan Âm cũng là một cái tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Miền Bắc thì người ta tưởng tượng ra nàng Công Chúa Ba, còn miền Nam thì chúng ta tưởng tượng một câu chuyện là ngài Quan Âm Thị Kính. Người ta tưởng tượng ra chứ Đức Phật Quan Âm đâu có. Còn cái ông Phật Di Lặc có không mấy con? Cái ông Bụt Huệ mà thấy người ta thờ ở đâu có mấy con? Người ta tưởng tượng ra chứ làm gì có không đó. Trên cuộc đời chúng ta chỉ biết có một người duy nhất, đó là thành Phật, đó là ông Phật Thích Ca. Cho nên trong nhà mấy con có thờ thì nên thờ ông Phật Thích Ca, chứ đừng có thờ ba ông Phật tưởng. Ngồi đây mà người ta tưởng nhiều Phật quá, ba đời chư Phật,
nào là Phật Thi Khí, nào là Phật Tỳ Lô Giá Na, bảy vị Phật quá khứ. Làm gì có bảy vị Phật quá khứ mà đến ông Phật Thích Ca mới có tứ diệu đế? Tại sao có Phật mà không biết tứ diệu đế? Cho nên mấy ông đại thừa khéo bịa những chuyện như vậy để làm cho chúng ta thấy rằng ông Phật Thích Ca chỉ là một người thứ tám. Ta không hiểu chưa? Cho nên đó là cái sai đó mấy. Chúng ta đừng nghe. Trên thế gian này chỉ có người Ấn Độ duy nhất, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài tu chứng đạo hẳn hoài, làm chủ sinh già bệnh chết. Cho nên hôm nay mà người nào mà tu theo Đức Phật Thích Ca là phải làm chủ sinh già bệnh chết. Còn tu theo Đại Thừa thì ức chế ý thức của chúng ta, niệm Phật nhất tâm bất loạn mà, để cầu cho chúng ta về cõi cực lạc, cõi tưởng mà. Thì bây giờ ức chế ý thức của chúng ta, ý thức nó không làm việc thì cái thế giới tưởng nó sẽ hiện ra. Cho nên trong kinh Di Đà dạy chúng ta thất nhật nhất tâm, bảy ngày đêm niệm Phật thì chúng ta sẽ thấy chư Bồ Tát Phật Di Đà đến rước mình về cõi cực lạc mà. Thì mấy con thấy đó là cái thế giới tưởng rồi. Mà thế giới tưởng là thế giới không có. Cho nên khi Đức Phật mà tu chứng rồi, Đức Phật 33 cõi trời là cõi tưởng tri chứ không phải liễu tri. Bởi vì ngoại đạo đã xây dựng 33 cái thế giới siêu hình, chứ không phải là một cái thế giới cực lạc siêu hình đâu. 33 thế giới siêu hình. Nhưng ông Phật ông ra đời ông đập xuống hết, tưởng tri chứ không phải liễu tri. Tưởng mấy người tưởng ra chứ đâu phải có 33 cõi đó đâu. Mình không hiểu gì. Cho nên chúng ta sống ở trong tưởng nhiều lắm mấy con. Mình nghèo đói tưởng mình no đủ, mà mình mơ tưởng cái này mơ tưởng cái kia. Sự thật là mình sống trong tưởng. Cái người mua vé số cứ tưởng mình trúng vé số mới ráng mua, mua riết sạc nghiệp không trúng. Có hỏi mấy con thấy không? Đó là cái tâm tham của mình. Cho nên trong cái cuộc đời chúng ta sống trong tưởng nhiều lắm đấy. Cho nên mấy con nghe cái người bác người ta nghèo đó, người ta sợ người khác cười, cho nên người ta kiếm cái cây gỗ đó, người ta mới đục thành một con cá. Đúng không? Rồi người ta mới bỏ dầm ở trong nước mắm đó, để cho cái người nghèo người khác đến thấy người ta ăn cơm cũng có cá đời kia rồi đó, cũng còn khá chứ, để không mình ăn muối ta cười mình nghèo. Đó là mình sợ người ta cười mình, cho nên mình làm những cái giả dối đó, cho nên nó không thật. Cho nên mình hay sợ lắm. Nghèo thì nghèo, không sợ ai hết. Tôi nghèo mà trong sạch, không tham lam, không cướp của ai hết, thì cái nghèo đó quý lắm. Nghèo mà tham lam, trộm cắp, xấu lắm, tệ lắm. Bởi vì nó nằm ở trong cái giới luật của Phật này, tham lam trộm cắp. Cho nên chúng ta là người Phật tử, chúng ta giữ gìn năm giới cho trọn vẹn, thì cơm chúng ta ăn không hết, áo chúng ta mặc không hết, chỉ cần năm giới. Không tham lam, cái giới thứ hai không tham lam trộm cắp, thì cái giới đó mấy con giữ trọn vẹn thì cơm ăn áo mặc của mấy con không thiếu. Mà mấy con tham lam trộm cắp là mấy con sẽ thiếu. Thì mấy con nhớ những cái điều mà giới luật của Phật đã dạy, nó đem lại hạnh phúc cho mấy con rất nhiều. Cố gắng giữ gìn. Hôm nay gặp thầy thì chỉ mong sao Phật tử mấy con giữ gìn năm giới, và tu sĩ mà gặp thầy thì giữ gìn 10 giới thôi, chứ còn 250 giới và 348 giới của ni thì thầy không mong. Và có ngày thầy sẽ giảng 250 giới tỳ kheo và 348 giới. Tại sao có giới luật như vậy, nhiều như vậy, để làm gì? Đó là những cái oai nghi tế hạnh. Những cái giới luật đó là cái đức hạnh như thế nào, chứ không phải giới luật bắt buộc cấm chúng ta đâu. Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ gìn giới chứ phải cấm chúng ta. Mà ở đây để giới cấm, mình quyền gì cấm người ta? Không phải không mấy con? Khuyên người ta nên giữ gìn năm giới sẽ đem lại hạnh phúc. Nó nhẹ nhàng mà nó đúng là một bậc thầy. Tôi cấm anh à, nghe tức tối tôi phạm giới luôn, khỏi tôi làm gì tôi. Có phải không? Mấy con té, con người ta có ý chí cũng nghị lực chứ. Anh cấm tôi làm đó. Có phải không? Hoặc ngay cả pháp luật nhà nước mà người ta còn không sợ, huống hồ anh nói chuyện cấm tôi thì tôi đâu có sợ đâu. Cho nên khuyên nên làm cái điều lành, nên giữ gìn năm giới thì đúng, chứ nói giới cấm là sai.
Cho nên sau này thầy chỉnh lại tất cả những bộ giới luật của các tổ đã viết cấm con người. Nó sai mấy con. Mà nó dùng cái lời khuyên, cái giới này nó giúp chúng ta được như thế nào, giải thoát như thế nào, đem lại hạnh phúc chúng ta như thế nào, sự an vui trên bước đường tu hành mình như thế nào. Cái giới này nó sẽ giúp chúng ta như thế nào. Còn cái giới này thừa, cái giới này nó không đúng, dẹp các tổ bài cho nhiều, chẳng lợi ích gì. Nó thừa, hoặc nó lặp đi lặp lại cái hành động khác ở trong những cái giới khác, thì chúng ta gạt bỏ ra. Giới luật thì ở trong kinh Phật nó đã có đủ, có đủ. Nó không phải 348 giới hoặc là 250 giới. Nó giới luật nó nằm ở trong kinh Phật rất rõ ràng. Cái bộ trường kinh, mấy con lật cái bộ trường kinh ra đầu tiên thì mấy con sẽ thấy Đức Phật dạy rồi. Nó trọn vẹn, nó đầy đủ, nó đầy mang đầy đủ cái tính chất đạo đức của nó cùng thể rõ ràng. Cho nên sự tu tập của chúng ta nên nghiên cứu kinh sách Nguyên Thủy. Còn kinh sách mà Đại Thừa, mà chữ Hán, gọi là Hán Tạng, là của người Trung Quốc, Phật giáo Trung Quốc. Nó ảnh hưởng Lão Tử, nó ảnh hưởng Khổng Tử, cho nên nó sai, rất sai Phật giáo rất nhiều. Bởi vì nó có những nhà hiền triết của nó, Trung Quốc mà, nó có nhà hiền triết của nó. Còn Việt Nam mà chúng ta thì có những cái nhà hiền triết của Việt Nam, nhưng mà để đứng về mặt tôn giáo là về Phật giáo thì chúng ta bị ảnh hưởng trọn vẹn của Trung Quốc, của Phật giáo Trung Quốc. Cho nên sau này Trần Nhân Tông á, là một cái người muốn xây dựng một cái Phật giáo Việt Nam. Cho nên thiền cho nên ngài mới xây dựng thiền Trúc Lâm Yến Tự. Ngài xây dựng cái nền thiền, nhưng ngài họp lại Tịnh Độ và thiền tâm của Trung Quốc. Cho nên ngài họp lại như vậy mà thiền của ngài nó có cái sự mà lại sám hối, lại sám hối. Mấy con theo thiền Trúc Lâm đó, thì mấy con thấy Hòa Thượng Thanh Từ dạy thì coi như là đúng Trần Nhân Tông đó, thì phải sám hối. Mà sám hối thì tức là nó là tịnh độ rồi, các con hiểu chưa? Rồi còn tu tập thì y như thiền Đậm Độ, nhiếp tâm cho vọng tưởng không khởi niệm. Nó đâu có khác cái gì đâu, nó đâu có gì mới đâu. Còn ở đây trong kinh sách Nguyên Thủy của Đức Phật dạy chúng ta ly dục ly ác pháp, chứ không phải diệt ý thức, mà ly dục ly ác pháp bằng ý thức của chúng ta. Như hồi nãy thầy dạy mấy con, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng để lắng nghe sự bất động của tâm, rồi tác ý nữa. Cứ tác ý như vậy rồi lần lượt nó tăng dần cái thời gian, chứ không phải ngồi ức chế ý thức của chúng ta. Còn mấy con ngồi cứ ức chế ý thức của chúng ta thì bằng cách này bằng cách khác, bây giờ biết dòng liền buông, có niệm buông liền, có một niệm buông liền, buông liền, buông liền, cho đến khi hết niệm. Sự thật ra cái điều này rất khó, cho nên đâu bằng người ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô mắt niệm Phật, cho nên niệm nó không có. Vì vậy mà cố gắng, có người niệm Phật được 7 ngày đêm nhất tâm, thì khi mà ý thức nó không hoạt động thì tưởng thức nó sẽ hoạt động, thì họ rơi trong cái thế giới cực lạc tưởng mất rồi, nó cũng là sai rồi. Mà nếu người tu thiền mà biết vọng liền buông, buông riết hết vọng rồi thì nó rơi trong không tưởng, cũng rớt trong không tưởng, nó đâu có thiền gì được đâu. Thiền của đạo Phật thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có phải không? Sơ thiền vô thì Đức Phật dạy như thế nào? Ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Nhưng mà muốn ly dục ly ác pháp đâu phải ngay cái sơ thiền đó mà tu tập ly dục ly ác pháp được, có phải không? Mấy con thấy không? Muốn nhập cái sơ thiền phải đi từ tứ niệm xứ, mà nếu mà muốn tu tứ niệm xứ được thì phải tu tứ chánh cần, nghĩa hàng ngày chúng ta phải ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Những cái niệm thiện thì chúng ta hoàn toàn nuôi dưỡng, mà niệm ác thì ngăn diệt, đó là tu tứ chánh cần. Khi tứ chánh cần toàn bộ niệm ác không còn nữa, toàn còn niệm thiện, thì bắt đầu nó sẽ ở trên thân của chúng ta, tức là trên thần quán thần, quán tứ đại của nó. Thì lúc bây giờ đó là ở trên tứ niệm xứ. Ở trên tứ niệm xứ thì chúng ta kéo dài 7 ngày đêm thì nó mới có định như ý túc. Từ có định như ý túc rồi, định như ý mình muốn mà, mình mới nhập sơ thiền,
mình mới ra lệnh ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, thì lúc bây giờ nó mới nhập vào cái mảnh đất của thiền định, chứ không phải muốn nhập mà nhập ngay liền. Bởi vì phải muốn nhập được sơ thiền mà ly dục trọn vẹn thì chỉ có ở trên tứ niệm xứ mới ly dục trọn vẹn mà thôi. Thì do đó mà ly dục ly ác pháp xong rồi thì nó trọn vẹn rồi mới là nhập được sơ thiền. Nghe câu thì dễ dàng, ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền nghe nó ngắn gọn quá, nhưng mà muốn ly dục ly ác pháp để nhập sơ thiền thì phải tu tứ niệm xứ, mà trước khi tu tứ niệm xứ phải tu tứ chánh căn. Các con thấy phải đi từ cái chỗ bắt đầu của nó tu chứ đâu có phải dễ đâu. Đó, bắt đầu vô băng, nếu mà nhập được cái sơ thiền rồi thì nhị thiền cũng đâu phải khó khăn, bởi vì định như ý tốt mà, định như ý mình muốn, mình muốn nhập sơ thiền thì ra lệnh nó cái câu đó thì mình vô. À, diệt tầng tứ nhập nhị thiền thì chính mình ra lệnh như vậy thì nó sẽ vào, nó diệt ý thức của mình diệt toàn bộ, thì do đó nó nhập nhị thiền. Sơ thiền thì nó còn cái ý thức của mình nó hoạt động, nó ly dục ly ám pháp thôi, còn nhưng mà nhị thiền thì nó diệt, tam thiền nó diệt luôn cả tưởng hết, tứ thiền thì tịnh tịnh chỉ hơi thở. À, mình bảo tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền thì hơi thở bắt đầu ngưng, cái toàn thân của mình đều là ở trong trạng thái tứ thiền an lạc vô cùng, bởi vì nó là thiền định, chứ không phải là bắt đầu bây giờ mấy con bịt cái lỗ mũi bịt miệng lại đừng cho nó thở. Trời đất ơi, cái lỗ tai sao mình nó ve ve, cái đầu nó bưng, kiểu này chắc chết, phải không? Còn người ta nhập tứ thiền thì nó tịnh chỉ hơi thở mà cái đầu nghe nó an lạc vô cùng, nó không có nặng nhức đầu gì cả, thiền định mà. Mình phải tu từ từ, từ bước từ bước, cho nên dẫn mấy con đi từ cái chỗ vào tứ chánh căn ngăn ác diệt. Trước khi tu tứ chánh căn mấy con biết ngăn ác diệt ác thì mấy con phải học đạo đức nhân bản nhân quả. Có học đạo đức nhân bản nhân quả thì mấy con mới biết cái thiện cái ác, mà không học đạo đức nhân bản nhân quả thì mấy con làm sao biết thiện ác được. À, cho nên học đạo đức nhân bản nhân quả, thì khi đó học đạo đức rồi thì cái tri kiến đạo đức đó thì mấy con mới ngăn ác diệt ác được. Ngăn ác diệt ác đâu có nghĩa là cứ niệm nào mấy con cũng dừng dừng như là thiền đông độ thì sai. Bằng cái tri kiến của mấy con có một niệm khởi ra thì mấy con phải quan sát đây là ai, cái sự mà nhớ về gia đình, gia đình là nhân quả, có một cái nhân quả mới gặp nhau, mới có làm cha mẹ vợ chồng con cái, vậy thì bỏ xuống đi đừng có nhớ nữa nha. Không à, bắt đầu mình quán vậy cái mình bảo nó bỏ xuống thì nó bỏ rồi, chứ lát được nó nhớ ông già nữa, chứ vô là mấy một lần nó quên cho được, không hiểu không? Rồi bắt đầu bây giờ mình làm quán xét nữa. À, thương cha mẹ mà giờ cha mẹ có anh chị em ở nhà lo lắng rồi, mày khỏi lo, ở nhà đó chị hoặc anh đầy đủ cơm ăn áo mặc, ông già muốn cái gì là có nấy, mày ở đây mình lo tu để sau này mình độ linh hồn của ông già mày, thì cái này mình đền đáp cái cảm ơn sanh thành dưỡng vô. Nghe nó mình lý luận nghe nó khoái ý quá, nỗ lực nó ráng tù phải không? Các con hiểu chưa? À, bây giờ cha mẹ mình có người lo rồi mà bây giờ mày nhớ là như vậy là mày sai. À, bắt đầu nó nghe đúng rồi, bắt đầu nỗ lực nó tù. À, nó tu mà nó nhớ nữa thì cái chuyện này nó nhớ, hái cái sự nó nhớ rồi thì nó nhớ chuyện khác, nó nhớ cái chuyện khác. Bữa hôm trước nó đập đi đá banh với thằng bạn, trời đất ơi, tao đánh cho nó một trận quá trời. Không phải mấy con, nó nhớ tùm lum, nó nhớ đủ thứ chuyện chứ đâu phải nó nhớ cái chuyện đời chuyện đạo, nó nhớ đánh lộn nhau ngoài đời, nó nhớ đủ lại. Thì bắt đầu thì mình sẽ quán xét cái sự việc đó xảy ra như vậy, rồi mình tập ý đuổi đi, nó trở về với cái trạng. Mà ngồi đây mà 7 tháng trời mà đuổi đi như vậy nó mới có được cái tâm bất động tâm lạc, phải bền chí 7 tháng đấy nha, chứ đâu phải tu ngày 2 ngày. Mà nếu mà cỡ mà ngồi mà nó im lặng thì mấy con thành Phật mất rồi. Như vậy là thầy đã dạy mấy con đủ rồi. Bây giờ các con còn hỏi thêm gì? Thầy cho con hỏi thêm cái bài này, tôi thì thầy là chúng con hôm nay được đến đây là tất cả thầy có điểm chúng con là cái này chúng con những cái điểm chúng con đang tham gia nhiều quá, cho nên là chúng con thấy là cái tham và cái sân chi là ba cái này là khổ cho con nhiều quá. Đúng vậy. Cho nên bây giờ xin nhắc thầy là bây giờ chúng con ra đi làm được, cho nên chưa có cái thời gian đấy là tu nhiều được, vì đi làm vẫn có cái nỗi kia,
Cho nên vì muốn có thời gian mà tập trung một cái pháp nào cho thật nhiều nhé, thì như là cái trong cái định niệm huệ thừa nói là nếu như chúng con diệt được cái tâm thân thì tâm tham cũng hết, hay diệt được cái tâm thân thì tâm chi cũng hết. Thì bây giờ chúng con muốn tập trung vào một cái pháp thân hay một cái pháp tham để chúng con diệt hàng ngày, là danh chủ tự bỏ ra một chút. Chúng con cứ quán cái hàng ngày như vậy, có được thần không? Được, thầy sẽ dạy cho con. Bây giờ ở trong định niệm hơi thở đã dạy rất rõ ràng. Bây giờ con biết cái tâm hay sân cái gì, thấy ai nói gì cái con dễ sân lắm. Thì con sẽ ba cái giai đoạn tu tập. Đầu tiên á, quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra. Không? Mà khi mà con thở ra thì con tưởng ở trong đầu con tưởng như cái tâm sân con theo hơi thở đi ra. Rồi bắt đầu con tắt ý lại. Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra, rồi con cũng tưởng nó đi ra theo hơi thở ra. Và con tu tập như vậy 3 tháng một cái đề mục đó. Rồi bắt đầu bây giờ đó, con sẽ 3 tháng tu tập xong thì con thấy cái tâm của con á, nó ly cái sân nó ra rất nhiều. Nó ly chứ nó chưa hết đâu. Nó ly nghĩa là bây giờ ai nói gì thì con thấy nó cũng có phiền ở trong chút ở trong tâm con, nhưng mà nó chưa có sạch, mà chưa hết. À, bây giờ muốn cho nó hết thì con phải như thế nào? Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở. Con tu 3 tháng với câu đó. À, 3 tháng thì con thấy bây giờ người ta nói gì nói con không có sân nữa, nhưng con biết cái mầm của nó vẫn còn vi tế lắm đó con. À, bây giờ 3 tháng nữa tức là 9 tháng tu tập, gần 1 năm nữa con. 9 tháng tu tập quán đoạn diệt tâm sân, hồi nãy là từ bỏ chứ gì, bây giờ đoạn diệt tức là cắt đứt bỏ đó. Đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Con cứ nương theo cái hơi thở con đó mà con từ bỏ, đoạn diệt, ly nó ra thì cái tâm sân con sẽ không còn. 9 tháng con sẽ nỗ lực bền chí. Ban ngày con cứ lo làm công việc gì làm, ban đêm con chịu khó, tối trước khi ngủ con tu 30 phút, khuya con ráng con dậy con tu 30 phút, có bao nhiêu đó thôi. 9 tháng con sẽ thấy tâm sân con nó sẽ đi mất hết. Ai nói gì nói tâm con như cục đất, nhưng nó còn tham con chưa phải hết đâu. Bây giờ tiếp tục ly cái tâm tham, đoạn diệt tâm tham, từ bỏ tâm tham. Rồi còn si nữa con, nhiều cái nó mờ mịt nó chưa có rõ. À, con muốn biết mình còn mờ mình chưa rõ. Con đọc cái bài kinh này, cái câu này con hiểu. Sao con lại không hiểu cả? Bắt đầu con tu 3 tháng con đọc lại con hiểu đó con. À, nó bớt si rồi, bây giờ mới hiểu rồi. À, mà như vậy con tu trong 9 tháng con thấy con hiểu rất rõ cái câu kinh Phật dạy rất rõ. Không phải như hồi đầu tiên con hiểu. À, con cố gắng tập ở trong cái định niệm hơi thở. 19 cái đề mục của định niệm hơi thở nó dài kỹ lắm. Nhưng mà tùy duyên đó con. Tùy duyên mọi người. Khi mà tu tập hơi thở mà con bị rối loạn hô hấp là con phải lui lại. Thay vì con tu 30 phút thì con lui lại chừng 20 phút thôi thì nó không bị rối loạn hô hấp. Con hiểu chưa? Chớ đụng tới cái hơi thở nó nguy hiểm lắm đó. Cho nên thầy mới bày ra cách thức mà đưa cánh tay ra cánh tay vô á. Con hiểu không? Thay thế cái hơi thở đó. À, cho nên nhớ không? Nếu mà nghe nó tức ngực, nghe nó nặng đầu, nghe nó mệt mệt thì con lui trở lại. Thay vì tu 30 phút thì con tu chừng 20 phút, 15 phút thôi thì nó không bị. Không, có như vậy thôi. Cứ bền chí mà tập luyện thì quá tốt. Rồi, bây giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi này. À, trong cái vấn đề bất cứ một cái tôn giáo nào, mấy con theo bất cứ một cái tôn giáo nào, nghĩa là hiện giờ mấy con theo bất cứ một tôn giáo nào, mấy con vẫn tu theo pháp của Phật được hết. Bởi vì mấy con đâu có niệm Phật đâu mà người ta biết. Các con hiểu không? Mấy con đâu có niệm Nam Mô Đà Phật đâu, cho nên con có đạo Thiên Chúa gì nữa cũng không ai biết hết. À, con đâu có niệm Phật. À, mà con đâu có gõ mõ tụng kinh. À, bây giờ đó con ngồi con chơi vậy thôi, hoặc con làm thôi, con nhắc tâm bất động tâm lặng, tỉnh thức ở trên cái hành động, biết mình đang làm công việc, và làm công việc đó đã biết rõ ràng, tức là tập tỉnh táo ở trên hành động. Tập tỉnh táo trên hành động để làm gì? Để khi mà có những cái buổi khuya buổi tối con ngồi lại, con tỉnh táo để mà con xem xét từng tâm niệm của con, quán con lại.
Còn thấy mình tu trong lúc họ ngủ trơn hết rồi, họ đâu có biết. Mà mình ngồi đâu phải ngồi xếp bằng như tượng gỗ, tượng Phật đâu. Ngồi chơi trên ghế như thế này, họ có nói cũng như thầy ngồi vậy, ai biết. Họ đâu có nói thầy tu. Thầy ngồi chơi trên ghế mà, phải không? Yên tâm, mấy con yên tâm. Bất cứ một cái tôn giáo nào, dù mấy con tin vào cái tôn giáo đó, nhưng mà kèm theo cái pháp của Phật dẫn cứu khổ mấy con người. Pháp Phật nó không kỵ với một cái tôn giáo nào hết. Là con người trong tôn giáo nào, nó không có phân chia tôn giáo, nó chỉ giúp con người giải thoát mà thôi. Tại đạo Phật là tại vì ông Phật ổng ra đời, ổng đưa ra, người ta tôn xưng ổng là Phật. Đạo Phật chứ sự thật ra đạo Phật là đạo của con người chứ không phải đạo Phật. Đạo của con người, bởi vì con người phải giữ gìn đạo đức, không làm khổ mình, không làm khổ người. Mà giờ mấy con không giận hờn, không phiền não, tức là mấy con không làm khổ mấy con chứ gì. Đạo của mấy con chứ đạo của Phật ở đâu? Các con hiểu chưa? Đạo của con người chứ không phải đạo của Phật. Đó, thì thầy trả lời như vậy. Cho nên bây giờ mấy con có theo Thiên Chúa, có theo Hòa Hảo, có theo một cái tôn giáo nào bất cứ, cứ theo, cứ thờ Chúa, cứ thờ Đức Thầy, cứ thờ cái bậc nào mấy con tin tưởng, mấy con có thờ, nhưng mà kèm theo đó là đạo con người. Mấy con phải sống không lòng của mình, hai chữ không giận, tâm bất động thanh thản và tiêu sự. Cái bằng nhập gì với Chúa đâu, phải không? Mấy con hiểu không? Cho nên vì vậy mấy con yên tâm, đừng có sợ là mình theo cái tôn giáo đó hay gia đình mình toàn bộ theo tôn giáo đó, bây giờ mình đi vậy là mình phản lại tôn giáo của mình. Không, tôi không phản đâu. Tôi đạo con người mà, tôi làm cho tâm tôi được giải thoát mà. Cái này là của con người chứ không phải là của ai, không phải của một cái người nào riêng. Bây giờ như thí dụ như con làm thiện á, thì được Chúa rước về cõi thiên đàng, thì cái đó là cái phần của Chúa rồi. Con cứ làm thiện thì được rước về thiên đàng, còn con làm ác thì người ta không rước, phải không? Chúa không rước. Cái đó là cái phần tốt của các con. Các con cứ làm. Còn ở đây á, các con không làm khổ mình, ai chửi mắng các con đừng có giận, có chuyện gì buồn phiền các con đừng buồn phiền. Thì cái này nó rõ ràng, nó đâu có nằm ở trong tôn giáo đâu, nó toàn thiện, nó giúp cho mấy con. Bởi vì đó là đạo đức nhân bản, đạo đức của con người nhân bản mà, cái gốc của con người. Không làm, sống không làm của mình đủ rồi mấy con. Cho nên ở đây ông Phật ông không có tự xưng ông là đạo Phật đâu, tại vì con người sau này cứ tôn ông lên à, cứ tôn ông là giáo chủ, tôn ông này kia nọ, cho nên cứ niệm Nam Mô Bổn Sư Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật, tôn ông giáo chủ chứ sợ thật ông nói đừng có tôn ông. Ông là con người bình thường chứ không có gì tôn. Ông đâu có ham làm giáo chủ đâu, ông đâu có muốn làm một cái giáo phái riêng đâu, ông đâu có muốn làm cái điều đó đâu. Ông muốn đem cái nền đạo đức cho con người sống không làm khổ mình, không làm khổ người là ông hạnh phúc. Mấy con sống không làm khổ mình khổ người là mấy con không phụ ơn ổng, có vậy thôi. Chứ ổng không cần mấy con phải làm cái bàn thờ, đúc cái tượng Phật cho lớn rồi đảnh lễ. Trời đất ơi, mấy con làm cái chuyện đó cho nên vì vậy đó chúng mới đem nó đập cái tượng Phật ở xứ nào đó, mấy con thấy chưa? Đó, mấy con thấy không? Làm mới làm sai mà tốn hao tiền bạc rất nhiều. Đúc cái tượng Phật các con thấy bây giờ ở Vũng Tàu có không? Cái tượng Phật cũng rất lớn, rất lớn. Cái tượng Phật rất đẹp không mấy con? Không phải không? Mà tốn biết bao nhiêu tiền mới đúc lên cái tượng Phật đó chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ cất chùa là mái công vậy, đó là đền đài của vua chúa phong kiến. Nó đâu có cái gì đâu. Ông Phật cũng đâu có ở trong cái đền đài của phong kiến đâu. Ông ở dưới cội quốc gia Bồ Đề đó. Các con hiểu chưa? Ông ở dưới cột cây chứ không có ở cái chùa công đẹp đâu. Giờ đem cái tượng ông đúc vô trong trời đất ơi, giờ ông vua rồi mất rồi. Đó. Thành ra con người chúng ta quá tôn trọng mà biến ông Phật thành ra sai, không có đúng. Chúng ta hãy làm những cái gì chúng ta được giải thoát, được an vui, tức là chúng ta đã thờ ông Phật ở trong lòng chúng ta, biết ơn ông rồi. Cho nên bây giờ thầy giảng mấy con tâm bất động tâm tạng là chứ sự, thì mấy con sẽ làm đúng, thì mấy con sẽ không phụ ơn. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con còn hỏi thì về vấn đề mà phóng sanh, mấy con nhớ kỹ như thế này nè. Mấy con đừng có ra chợ mấy con mua. Bữa nay rằm nữa nha, rằm tháng giêng thôi tôi ra chợ tôi mua tôi phóng sanh. Mấy cái bà bán cá khôn lắm, trời bán cho mấy người phóng sanh phải bán đắt, phải không? Cho nên mấy bà nó
nhớ cái rằm tháng giêng này là họ mua khánh thành dữ lắm này nha, tôi nhốt cá lại tôi để dành. Thì mấy con tự mấy con mua mà mấy con làm tội, phóng sanh như thế này đúng mấy con? Bởi vì mình đứng trên góc độ mà nhân quả để cho mình xét mình phóng sanh. À, mấy con đi trên con đường đi như thế này nè, từ cái điểm A này đến điểm B, thì mấy con chưa tới điểm B mới giữa đường à, mấy con gặp cái người đó họ câu cá, họ giật con cá lên, thì cái duyên của mấy con mà, cái nhân quả mà, mấy con gặp con cá, bác ơi bác cho con mua con cá của bác mới giật lên đi, chứ không có mua trong cái giỏ sách của ông ta đâu, tôi không biết, tôi có cái duyên với con cá này nè, ông giật lên tôi thấy nó giả dụa tội quá đi, phải không? Tôi sẽ mua nó, tôi thả cái gì xong. Tại vì cái nhân duyên tôi với nó gặp nhau, nó không biết chừng ông bà tôi thành cá đó, cho nên bây giờ gặp là tôi mua tôi thả. Còn mấy con cá kia đâu phải ông bà tôi không, cho nên đâu có duyên tôi gặp. Cho nên ông cứ bỏ sách ông làm chuyện đó là nhân quả của nó, không nó phải trả thôi. Nhưng mà tôi có duyên với con cá này là có duyên, vì tiền kiếp của tôi không biết chừng cha mẹ hay là ông bà tôi chết mà sinh ra con cá này. Cho nên hôm nay đến đây vì cái duyên tình, cái lòng thương yêu của con cái, cho nên hôm nay tôi xin mua con cá này, bao nhiêu tôi cũng mua, tôi mua được không? Đó là phóng sanh, phóng sanh đúng pháp mấy con. Chứ đừng có đi ra chợ mà phóng sanh cái kiểu mua đó, thì người ta nhốt cá để chờ cho mấy con ra đó, thì mấy con tạo thêm tội chứ không có phóng sanh đâu. Hiểu không? Cho nên mình phải phóng sanh có ý nghĩa rõ ràng, chứ còn phóng sanh cái kiểu đó là không có ý nghĩa rõ ràng đâu. Cho nên vì vậy mà nhớ những lời thầy dạy, là mình đi trên đường, mình bất cứ mình gặp cái gì, một con kiến mà người đi trước họ dặm lên con kiến, nó gãi cái chân nó lăn lộn, mình bắt con kiến mình bỏ trên cái tay đó, mình để nhẹ nhàng mình xoa dịu, con có đau lắm không con? Con hãy mong sao mà con hãy bớt cái đau này đi, đó là cái nhân quả của con với cái người đi trước, họ không thấy hành đạt con hãy tha thứ họ đi con. Mình nói với cho mình nghe, nhưng mà cái cảm nhận của cái loài kiến này nó sẽ cảm nhận được mấy con. Nó cảm nhận qua cái tình cảm. Người ta đi trước, mình đi mình rất cẩn thận, bởi vì người tu sĩ đạo Phật rất là ý tứ cẩn thận lắm. Đi họ luôn luôn họ nhìn dưới chân, chứ họ không có đi dục chạc đâu mấy con. Ở đời họ hay dục chạc lắm, mà cho nên mấy con mà dục chạc đó là không phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật phải tỉnh giác, cho nên đi rất cẩn thận, đi nhìn dưới chân của mình. Khi mà đạp một con vật gì của bất cứ ai, chứ không phải riêng mình đâu, mình thì tránh rồi đó, mà ai mà đạp á, thì mình bắt con vật đó bỏ lên tay, không? Là do đó mình an ủi xa dịu, mình nói nó có nghe không nghe không cần, nhưng mình nói với tâm tình thương của mình đối với con vật đang bị thương, các con hiểu không? Sau khi đó đó mình xong rồi đó, mình mới đem con ở trên cái lán cỏ chỗ nào đó mình mới bỏ vào. Ước ao sao đó cái chân của con á sẽ được mau lành để như những con vật khác. Mình chỉ ước ao vậy thôi, rồi mình bỏ nó trên cỏ mình đi, không có gì hết, coi như cái nhân duyên gặp nhau để an ủi nhau trong lúc khổ đau thôi. Cũng như có người đó họ bị xe đụng, họ đau quá, mình chở họ đến nhà thương trị bệnh này kia giúp đỡ họ, rồi sau đó mình an ủi họ vài ba lời cái mình đi về, chứ họ đâu có bà con gì mình phải ở đó mình nuôi, có phải không? Các con hiểu chưa? Mà con kiến thì mình cũng xem như một cái người đang bị xe đụng vậy đó, mình làm như vậy đó mấy con. Bởi vì tất cả mọi vật tuy hình dáng khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ cái biết cái đau khổ mấy con đó. Cho nên mình sống phải biết thương yêu, bởi vì đức hiếu sinh là cái lòng thương yêu của mình đầu tiên, mà cái giới của Đức Phật là cấm không sát sanh, cấm ăn thịt chúng sanh đó. Cái giới đầu tiên là nói đến cái đức hiếu sinh, vì mình đang ăn thịt chúng sanh là mình phải thương yêu, chứ không phải là vì cái giới cấm này tôi không dám ăn thịt chúng sanh để tôi làm Phật, thì cái điều này điều sai mấy con. Mình ăn không ăn thịt chúng sanh là vì thương yêu mình không ăn thịt, chứ không phải vì mình thành Phật mà không ăn thịt chúng sanh. Có hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này là mấy con đã tu tốt. Mình làm một cái gì cũng hoàn toàn bằng cái ý thức hiểu biết của mình, chứ không phải làm cái mù mờ, làm theo cái kiểu mà không hiểu người ta bảo sao mình làm vậy là sai cũng đúng, mà mình phải hiểu cái hành động mình làm đó là mang cái ý nghĩa gì. Có một câu hỏi nó cũng giống như cái ý nghĩa này là có vài người bạn hôm nay con dắt lên thì hay thắc mắc về việc đi làm từ thiện, thì kính thưa trưởng lão, con có trình bày khi mà con được xem sách của trưởng lão, nhưng mà chắc chắn cái sự trình bày cũng như hiểu biết con là nó
không được chuẩn. Thì nhân cái duyên cũng phù hợp với cái câu vừa rồi thì xin được trưởng lão từ bi giảng luôn. À, làm cái việc từ thiện đó không? Dạ. Làm cái gì từ bố thí, chẳng hạn bây giờ mình nghe đồng bào ở miền Trung bị lũ lụt, đang cái cơn nghèo đói, nhà cửa bị trôi bị sập đổ hết rồi, không bây giờ đó mình mới kêu gọi tất cả những bà con của mình ở miền Nam được bình an đó, người chúc mua gạo mua thóc mình chở ra đó mình giúp đỡ họ, điều đó điều tốt chứ đâu có gì đâu, không có điều đó điều xấu, đó là làm cái gì thiện trong khi mình nghe được người ta khổ, đó là có cái nhân duyên. Còn mình không nghe thì thôi, bây giờ tôi đâu có nghe biết gì đâu. Mà bỗng dưng bữa nay tôi mở đài nghe nói ở miền Trung bị lũ lụt như vậy, mà không, tôi phải thấy có khả năng tôi đi làm gì. Còn không, tôi không đủ khả năng này. Tôi nghe ở chỗ nào mà có người mà làm từ thiện để giúp đỡ đồng bào, hoặc là bên ngành công an, hoặc là bên ngành nào đó, không, mặt trận nào đó họ làm, thì tôi sẽ gửi 100-200 gạo thóc gì gửi tôi cho, nhờ các anh nó sẽ mang đến giúp đỡ những người nghèo ở chỗ gặp cái tai nạn đó. Mình chỉ cần cái lòng của mình từ thiện là được rồi, thấy không mấy con, thấy không? Còn mình có khả năng thì mình đi kêu gọi người này người kia để họp nhau, rồi mình kêu chiếc xe đồng thời mình chở ra ngoài đó tặng tay mình cho người khác. Có nhiều người nói như thế này, bây giờ mình góp nhau, mình giao cho chính quyền đem cho người ta, rồi chính quyền ăn hết nửa rồi, nó cho con nữa. Người ta ăn, người ta tội kể, người ta mình cái lòng mình thiện. Cho nên thầy nhắc lại một câu chuyện như thế này. Bây giờ đó có một cái cậu sinh viên đó đến nhà tôi chờ đợi. Cậu đi vô đó, cậu thăm người bà con cậu bị bệnh. Nhưng mà có một bà đó, bà đến, bà nói... cháu, bà nói con của bà đó đang bị xuất huyết sắp sửa chết, bây giờ đưa chú mà bây giờ không có tiền, cậu có cậu cho tôi chút ít, thì cậu này còn bao nhiêu tiền đưa hết cho. Nhưng mà sau đó thì có người nói trời đất ơi, cậu bị cái bà này lừa đảo rồi, đâu có đứa nhỏ nào mà xuất huyết. Thì cậu này nói như vậy là quá tốt, không có đứa trẻ nào mà xuất huyết thì tôi rất mừng, tiền tôi đã giải quyết được rồi, đâu có gì đâu. Các con hiểu được, không có nghĩa là sợ người ta lừa, mà sợ cái tâm mình không tốt, không cầu danh cầu lợi, mà chỉ biết làm cái chuyện đó, mà bây giờ được tin nghe là không có đứa trẻ nào bị xuất huyết hết thì mình mừng chứ sao. Các con hiểu điều đó chưa? Cho nên mấy con cứ làm thiện với cái tâm thiện của mấy con thôi đủ rồi đó. Bắt chước cậu sinh viên đi. Hiểu chưa? Khi tâm chưa ly dục thì tất cả những việc mà thiện chúng ta làm đều là ác, không phải đâu mấy con. Tại vì thầy nói trước khi mà ly dục ly ác pháp á, thì mấy con đã học nhân quả. Nhân là cái hành động chứ gì, quả là kế tiếp để mình thọ hưởng cái khổ và cái vui. Bây giờ cái hành động đó người ta sẽ dạy hành động này là hành động thiện thì mấy con sẽ học biết hành động này thiện. Mà người ta dạy hành động này ác thì mấy con biết hành động ác. Mà người ta dạy mấy con học cái khóa mà nhân quả đó thì tất cả những hành động của cuộc sống mấy con hàng ngày đều là mấy con sẽ biết là nhân ác, nhân thiện mấy con đều biết hết rồi. Thì cái đó là cái quả mấy con cũng sẽ biết theo đó mà các con sẽ hưởng lấy cái quả khổ quả vui do cái chỗ đó mấy con cũng biết hết. Bởi vì phải học nhân quả. Học nhân quả là bằng cái tri kiến của mấy con chứ bằng cái gì? Làm cho cái tri kiến của mấy con hiểu biết cái nhân quả để cái hành động của mấy con á, là cái hành động này sẽ ác để làm khổ mình của người đây. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy mà cái sự học nó quan trọng vô cùng, triển khai cái tri kiến, mà cái tri kiến đó gọi là tri kiến giải thoát, sự hiểu biết giải thoát. Bây giờ cái sự hiểu biết của mấy con có cái sự hiểu biết mà không có giải thoát, tại vì mấy con không phân biệt thiện với ác. Buộc lòng bây giờ người ta mới mở cái lớp chánh kiến, chánh tư duy để cho mấy con có cái tri kiến giải thoát. Mà chưa có đủ duyên, chứ có đủ duyên. Thầy có một lúc thầy dạy cái lớp mà mở cái lớp chánh tri kiến, thầy dạy mới có 5-6 tháng gì đó, rồi nó tình hình nó không yên, thôi thầy đóng cửa. Chứ lẽ ra thầy dạy mấy con cái lớp bát chánh đạo đó cho tới chánh định là thì hôm nay chắc mấy con không còn khổ nữa hết. Cái tri kiến của mấy con nó giải quyết cho mấy con không còn khổ nữa. Bởi vậy thầy nói thiệt ra cái duyên Phật pháp nó chưa, chứ chưa đủ á, thì phải có trường lớp đàng hoàng, có cái người đứng lớp dạy từ lớp chánh kiến cho đến chánh định, 8 cái người đứng lớp, là cái nhóm giáo viên này 8 người đứng lớp
Trời đất ơi, bắt mình thầy mà dạy từ cái lớp 1 mà cho tới lớp thứ 8 là chắc thầy chết sớm. Có phải không? Ông thầy dạy dữ quá vậy, ông thầy dạy lớp hai lớp là quá sức đấy chứ. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy mà hôm nay thầy đang đào tạo một cái số giảng viên. Mấy người này đều phải tu chứng đó. Để rồi cùng thầy đứng lớp, thầy bây giờ già cũng đứng lớp làm gương. Nhưng mà chắc thầy dạy cái lớp 1. Để cho mấy con mà chưa biết Phật Pháp đến gần thầy được cái từ trường thiện của thầy để giúp đỡ. Chứ còn mấy ông mà mới tu chứng cái từ trường thiện chưa có đầy đủ à, cho nên vì vậy mà lớp 1 để thầy dạy, mà lớp 2 để cho mấy ông dạy à, thì do đó thì thầy sẽ có nhiều người. Thầy mong rằng khi mà thầy còn sống được cái số mà giảng viên mà đứng lớp dạy tu hành, thì không những cái số mà các con về đây như thế này mà còn đông hơn, khắp nước sẽ về học đó mấy con. Cho nên hiện giờ thầy đang cất thất chuẩn bị, mà mấy con chuẩn bị chỗ mấy con ở chứ không lẽ học bữa về phải không, học lát như bây giờ nghe thầy thuyết giảng rồi về. Trời đất ơi, học phải đào tạo mấy con từ cuộc sống đến bắt đầu chánh niệm tỉnh giác, mấy con phải đi như thế nào, làm sao như thế nào. Người ta phải theo dõi từng hành động người ta dạy chứ. Đâu để nó chánh niệm tỉnh giác rồi để mấy con đi ra lát là quên mất, không tỉnh giác gì hết. Đạp kiến chế quèo hết ở đó. Phải không? Cho nên ở đây cái lớp học nó phải là mở ra như vậy. Rồi ông thầy luôn lúc nào cũng theo dõi để kìm kẹp người học trò mình trên sức tỉnh giác. Nhờ một thời gian tập luyện nó mới quen đi, nó thành cái thói quen tỉnh giác. Chứ không ai giỏi đâu mấy con. Sự tu tập nó thành thói quen. Con người là nhờ tốt được là biết sửa những cái sai để mới trở thành người tốt. Thì bây giờ cái thói quen xấu thì chúng ta lần lượt chúng ta bỏ. Đi dục chạc là thói quen xấu, ăn nói thô lỗ là thói quen xấu. Cho nên bắt đầu người ta dạy, lỡ một cái lời nói mà thô lỗ đó là có ông thầy chỉnh liền, học được. Mai mốt cái này cho điểm số 0 rồi. Đúng không? Do đó thì mấy con ai muốn mình đi học mà số 0 vậy, ăn đứng dịp rồi sao? Phải không? Do đó cho nên mấy con cố gắng, cứ là cố gắng thành thói quen tốt. Rồi hôm nay bây giờ còn hỏi thầy gì nữa không con? Con hỏi là cái đạo con thì xong nó chịu, nó mấy đêm nó ngủ không được, mấy đêm sau nó ngủ được, nó nhức mỏi thì nó chèn nó làm. Rồi con cũng có đi kinh hành, tự đi kinh hành đó. Rồi con đi mà thì một là con người nó khó chịu quá, con cũng chỉ để cho người con khỏe, con có đi lại. Và như là nghe thầy nói là những gì có mình có cái gì mình đi theo, chứ còn mình tự động tự hiểu thì không biết có sai không gì. À được rồi, thì giờ chắc hay chỉnh lại. Mà con cũng hay quên bây giờ. Rồi con ngồi xuống là thầy chỉ cái tóm tắt để dễ dàng thôi. Khi nào buồn ngủ con đứng dậy con đi kinh hành. Buồn ngủ á, mà không buồn ngủ thì không đi. Nó nhắm mắt mà nó không có chịu ngủ. Nó không chịu ngủ. Nó không chịu ngủ càng tốt. Cho mày sáng đêm không cần ngủ. Mình người tu mà đâu cần ngủ. Phải không? Cho mày thức. À. Nhưng mình phải ở cái tâm mà mình như vậy, trong khi nó không ngủ, nó không phải nghĩ ngợi mà lo lắng cái này cái kia đâu. Muốn cho được vậy đó thì mình thường nhắc tâm, nhắc tâm. Ở bây giờ nó thức thì mình nằm đó, không? Mình nhắc tâm bất động, thanh tịnh an lạc vô trời. Rồi mình im lặng mình xem cái tâm bất động của mình. Thì mình mắc bận lo công việc, chuyện đâu cũng nghĩ nhớ chuyện này chuyện kia. Còn con nằm đó mà không ngủ cứ nhớ cái chuyện này chuyện kia, nó lại mệt mỏi còn. À, thì ngủ được không có no. Ông Phật cũng đâu có ngủ, thầy đâu có ngủ đâu mà có ốm thôi. À, bắt đầu bây giờ đó con sẽ mù mờ, con mắt mù mờ bảo con mắt phải sáng, không có đủ mù mờ đó. Còn người ta ý bảo nó đi ít bữa nó không có mù mờ. À, mình có cái lực mà để làm cho thân mình nó phục hồi mà không biết. À, thôi rồi ngủ không được. Mai mốt nó ngủ được. À, 3-4 ngày mà nó ngủ không có ngủ, thức như mấy ngày đó không có cho nó ngủ nữa. Phật không ngủ thì mày cũng không ngủ, mày theo Phật cái ngủ mày thêm một sân cho mày ngủ. Ngủ là si, con hiểu không? Đừng có cho nó ngủ.
Con muốn xin hỏi thầy khi nào có lớp bát chánh đạo để cho tu tập? À, bát chánh đạo khi nào thầy mở lớp thầy báo cho. Chứ bây giờ chưa. Vậy là con cũng bao giờ nhất thì con cứ đi gặp như vậy đó, họ một từ nhà trước nhà sau là hai, trở lại tính như con nghĩ con cứ giờ nhất. Khi nào mà nó không buồn ngủ á thì con đừng có đi cho nó ngoại chân, không con đi ra đi vô cho nó mất công. Khi nào buồn ngủ á mình đi cho nó đừng ngủ thôi. Mục đích cái pháp đi kinh hành là cái pháp phá hôn trầm thủy miên, không để nó ngủ, chứ không phải mình tập nó để làm Phật cái này được. Phật gì mà đi tối ngày vậy? Không phải không? Phật cứ đi. À, theo thầy thấy như thế này nè, mình làm Phật từng phút từng giây, Phật làm sao tâm không động. Mà thầy đã nói tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Tại bây giờ mình tập từng phút từng giây, 30 giây, như vậy tôi làm Phật 30 giây rồi. Đúng rồi, ở nhà thì chuyện này chuyện kia. Lo đó. Bởi vì ở đây nó không phải là cái chốn của con cho nên nó không có lo. Nhưng mà con về nơi mà trụ xứ con, nó lo cái này, nó lo cái kia. Con cứ đặt thành câu hỏi như thế này, lỡ mình chết rồi còn lo được nữa không? Thôi xem như mình chết đi cho rồi. Ôi đừng kệ nó, chứ như bây giờ con lên đây ở dưới nó đói vậy ta. Ờ, thì bắt đầu bây giờ thầy nó ở dưới có mặt đi nữa mà con làm tụi biết ăn cái gì kệ vậy, tao không biết nữa. Tao xong bổn phận rồi, bây giờ còn cái thời gian ngắn quá để cho tao lo cho tao. Chứ bây giờ tao có lo cho tụi bay nữa, mai mốt rồi chắc là tao hết cái thời gian. Phải không? Con hãy lo cho con đi. Ở vậy mấy con biết, lo cho con cái tới khi chết còn lo. Mà nhiều khi cái thế hệ của mình, con cái nó chưa chắc nó nghe. À bây giờ mấy con sanh nó ra rồi, khi mà nó lớn khôn đi làm rồi, mấy con nói chưa chắc nó nghe. Nó làm thinh nó chứ chưa chắc nó làm theo đâu. Bởi vì cái thế hệ của nó là cái giai đoạn của nó phải làm theo nó rồi. Nó không thể làm theo mình được. Còn mình cứ bắt nó vô cái khuôn của mình, từ hồi xưa tới giờ nó dậy dậy, ông nội nó cũng không làm theo, nó cấm nổi. Con hiểu không? Tại vì mấy con không tự tư duy suy nghĩ, cho nên cứ khép con mình vào trong cái khuôn của mình. Cái khuôn của mình chứ không phải của nó đâu. Mà cái hoàn cảnh của nó không phải là cái khuôn của mình được. Đừng có đút nó như vậy. Ờ thì nó không có nghe. Mà giờ con lo nó cũng nó đâu có cần. Nó đâu có cần con, phải không? Con hiểu không? À bây giờ trong cái câu hỏi của con, con đội xá lợi mà trên đầu con cảm thấy cái sự mà khắp thân của con làm con rất là an tịnh và an lạc. Điều đó điều tưởng của mấy con thôi. Không, cái đó là cái tưởng thôi chứ không có cái gì. Bởi vì mấy con tưởng an lạc, nó an lạc, cái sự thật ra nó đâu có phải vậy. Không phải xá lợi mà con đội trên đầu mới làm cho con an lạc đâu. Nhưng mà con tưởng bây giờ con đội Phật trên đầu mấy con cũng chưa chắc mỏi cổ mấy con chứ ở. Có phải không? Cho nên đó là cái tưởng của mấy con mà thôi. Bởi vì sống ở trong tưởng nó thấy nó an lạc chứ nó không phải đâu. À, có một cái người mà sống ở trong tưởng, có hỷ lạc ở trong tưởng rồi chết, hỏi câu hỏi chết đi về đâu. Sự thật tưởng thì nó có đi về đâu đâu, nó không có về đâu hết. Nó cái nghiệp của mình, nó tương ưng, nó tái sanh, nó không có đi về đâu hết. Ví dụ như bây giờ con sống trong tưởng an lạc, tưởng là một cái bóng dáng, một cái cảm tưởng của mình, một cái tưởng của mình nghĩ ra, nghe nó an lạc, chứ sự thật nó không thật, nó không có thật. Cho nên mình chết đi á thì mình sẽ đi về đâu? Sự thật cái nghiệp của mình nó tái sanh hàng ngày. Con thấy một cái cây kia là nó còn sống mà nó cứ ra trái hàng năm. Một hành động ác của con nó sẽ đi tái sanh rồi.
Còn cắt cổ con gà ở đây á, thì có cái hành động cắt cổ con gà nó đã làm con gà khác rồi. Con đạp con kiến chết ở đây á, thì cái hành động đạp con kiến chết ở đây, cái hành động đó đó nó đã sanh làm con kiến khác rồi. Một ngày con biết sanh bao nhiêu con chưa? À, cho nên vì vậy đó, cho nên nó không có linh hồn, cho nên nó nghiệp đi tái sanh chứ không phải linh hồn. Thì do đó cho nên khi chết sẽ đi về đâu? Nó đi về chúng sanh rồi, còn sống đây mà nó đi về chúng sanh. Còn cái cận tự nghiệp của con, cái cận tự nghiệp là lúc con sắp chết. Thì giờ hơi thở nó hơi lên rồi nghĩa là nó không thở xuống, nó không thở vô được, nó cứ thở ra không, nó thở khì khì mà thở ra lấy vô được, nó sắp sửa chết rồi, tức là cận tự nghiệp. Lúc bây giờ đó con quýnh quán, con sợ hãi, con này kia, thì trong khi đó nó hiện ra một cảnh giới tưởng của con, cảnh giới tưởng của con thương ghét đứa nào thì đứa con nó hiện ra với con. Khi mà con vừa tắt thở thì cái hình ảnh của đứa con của con á, không ngờ là nó là cái hành động ác của con đã từng giết hại chúng sanh, con sẽ làm lại việc đó. Không có gì hết. Con tưởng là con thương đứa con đó, không ngờ là con đã tái sanh. Bởi vì cái đó là cái tưởng thôi. Không ngờ là cái hành động ác của mình làm cái gì ác thì con sẽ làm. À, con bây giờ con lo làm thịt, làm cá, làm này kia cho gia đình ăn uống này kia, làm món ngon này kia đủ thứ. Ngày ngày nào cũng làm vậy, cho đến bây giờ cũng làm vậy. Cho con cái mình đi làm về có món ăn này kia rồi, đủ thứ lo cho nó đầy đủ. Nhưng không ngờ cái ác con đã quên. À, con lo con cái thì con lúc bây giờ nó cảnh tự nghiệp con thấy con cái. À, đứa con nào mà con thương lung thì con, đứa đó con sẽ thấy hình thành nó. Nhưng mà không ngờ khi hơi thở con vừa tắt thì con thương đứa con đó nhiều thì con sẽ thành của con. Bởi vì có cái trí tam minh đó, người ta thấy người ta quá sợ hãi, quá sợ. Cho nên nó không có linh hồn để tiếp tục tái sanh mà nghiệp đi tái sanh. Các con còn sống nó đã sanh rồi. Cận tư nghiệp nó lại tiếp tục nó tái sanh nữa. Một con người nó sanh ra cũng như một cái cây, nó sanh ra nhiều trái chứ không phải một trái. Một bậc thưa với Phật tử thầy, giờ tới giờ họ trai trưa đó, thầy nghĩ gì mình đứng dậy chào. Thôi mấy con xá thầy được rồi con. Rồi mấy con trai nghỉ chút anh xuống.